Nam mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Má trên mạng Internet và bên Talk Facebook Zoom mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông Việt Nam thì 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Madrid từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Kính lệnh lạy chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ ngày 28 tháng 1 năm 2021, Phật lịch 2564, giáp trình tháng Pháp Phi Thâm Má tiếp theo, bài 59 tương hợp giữa tâm và thuộc tánh. Phần 1. Được tỳ kheo giác đẳng biêu soạn dẫn nhập ngài Tỷ Siêu. Mở đầu chương trình, cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp đảnh lễ Tam Bảo, chúng con thành kính đảnh lễ cung thịnh thường tọa minh hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá, và con kính nhân Minh Thánh Sư ạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh viễn tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giả vô thượng điệp ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biểu cho với niềm tin biết hộ trì dạy hạnh biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thường tọa minh hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo.
Nam mô Bụt Thầy giá, dạ con xin sám hối với đạo. Giờ mãi con với chú trụ là có vấn đề nên con bị chậm trễ. Mặt chư tôn đức, bài học hôm nay do trình đẳng pháp Abhidhamma tiếp theo bài 59 tương hợp giữa tâm và thuộc tánh phần 1 do chắc nặng nhiều sợ và con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài tự siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay, con kính nhân mít đến ngài ạ. Xin lỗi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý tu nữ, quý Phật tử. Tâm sinh khởi không phải là một đơn vị thuần nhất. Ở trong đó là sự phối hợp của thọ quẩn, tử quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Tâm đóng vai trò là thức quẩn, thì còn ba quẩn kia tức là những cái thuộc tính mà nó tương hợp với tâm, tức là thức quẩn, để tạo ra một cái sắc na tâm. Tuần trước thì chúng ta học về cái sự tương hợp của tâm bất thiện với các thuộc tánh của nó. Hôm nay chúng ta sẽ học về tâm dục với tình hảo, gồm có thiện giới, tâm quả dục giới, hữu nhân hay là quả dục giới tình hảo. Và cái tâm vị tác là dục giới tình hảo. Thì như vậy trong một cái địa phức tâm, nó gồm có loại tâm thiện, tâm bất thiện, tâm quả, tâm duy tác. Thì riêng về cái địa phức dục giới, kama phumi, kama vatera phumi, thì nó có bốn loại tâm: tâm bất thiện, tâm thiện,
tâm quả và tâm duy tác. Từ hôm nay chúng ta học ba loại tâm nghiệp với tình não, qua đó chúng ta sẽ thấy các cái tâm sở nó phối hợp với những cái tâm tình não dục giới này. Bây giờ xin mời cô Diệp Quỳnh đọc cho chánh kinh, chánh văn của bài học, sau đó xin cùng thỉnh thượng tọa Diệu Đẳng giảng sư của môn Thắng Pháp ở tầm mắt giảng giải. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Tỳ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2021, Phật lịch 2564, giáo trình Thắng Pháp và Khí Thâm Má tiếp theo, ngày 59, tương hợp giữa tâm và thuộc tánh, phần 1. Một trong những điều rất quan trọng trong việc học Thắng Pháp Abhidhamma là hiểu rõ sự tương hợp của tâm và các thuộc tánh. Người học không những chỉ nên nhớ những con số mà còn hiểu rõ lý do tại sao có và không có. Đây là đặc điểm mà Thắng Pháp mang lại cho người học. Phần một, tương hợp tâm đối với thuộc tánh. Tâm thiện dục giới tịnh hảo có 38 thuộc tánh, 13 thuộc tánh tợ tha, 19 thuộc tánh tịnh hảo biến hành, 3 thuộc tánh năng trường phần, 2 thuộc tánh vô lượng phần, thuộc tánh trí tuệ. Một, tâm đại thiện thọ hỷ hỗ trợ. 2, tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hỗ trợ. 3, tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. 4, tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. 5, tâm đại thiện thọ xã hợp trí vô trợ. 6, tâm đại thiện thọ xã hợp trí hữu trợ. 7, tâm đại thiện thọ xã hợp trí hữu trợ. Con xin xem hối. 6, tâm đại thiện thọ xã hợp trí hữu trợ. 7, tâm đại thiện thọ xã ly trí vô trợ. 8, tâm đại thiện thọ xã ly trí hữu trợ. Những tâm thiện dục giới thọ xả không có thuộc tánh hỷ. Những tâm thiện dục giới lý trí không có thuộc tánh vô si hay trí tuệ. Ba, thuộc tánh căn từ phần nguyệt ra trí không bao giờ đồng sanh trong tâm. Dạ con sai rồi. Dạ con đánh số sai, con xin đọc lại ạ. Hai, thuộc tánh vô lượng phần cũng tương hợp theo tánh cách bất định, không phải lúc nào cũng có. Ba, thuộc tánh ngăn từ phần virati không bao giờ đồng sanh cùng tâm, không có khác biệt đối với tâm vô trợ hay hữu trợ trong sự tương hợp giữa tâm và thuộc tánh đối với các tâm tịnh hảo. Nam mô Bích Thai Giá. Dạ có phải con đọc được hay mà con mới đọc tiếp hay không? Con cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng cho con biết được tín hiệu ạ. Dạ nam mô Bích Thai Giá. Dạ thượng tọa đọc luôn các bạn. Dạ con kính tri ân sư. Tâm quả dục giới tịnh hảo có 33 thuộc tánh tương hợp, 13 thuộc tánh tợ tha, 10 biến hành, thuộc tánh trí tuệ. Một, tâm quả dục giới tịnh hảo thọ hỷ hợp trí vô trợ. Hai, tâm quả dục giới tịnh hảo thọ hỷ hữu trợ. Hai, tâm quả dục giới tịnh hảo thọ hỷ
hợp lý hữu trợ. 3. Tâm quả dục giới tịnh hảo, thọ hỷ ly trí vô trợ. 4. Tâm quả dục giới tịnh hảo, thọ hỷ ly trí hữu trợ. 5. Tâm quả. Quả dục giới tịnh hảo, thọ hỷ ly trí vô trợ. Dạ con tri ân sư. 4. Tâm quả dục giới tịnh hảo, thọ hỷ ly trí hữu trợ. 5. Tâm quả dục giới tịnh hảo, thọ xả hợp trí vô trợ. 6. Tâm quả dục giới tịnh hảo, thọ xả hợp trí hữu trợ. 7. Tâm quả dục giới tịnh hảo, thọ xả ly trí vô trợ. 8. Tâm quả dục giới tịnh hảo, thọ xả ly trí hữu trợ. Những tâm quả dục giới tịnh hảo, thọ xả không có thuộc tánh hỷ. Những tâm quả dục giới tịnh hảo, ly trí không có thuộc tánh vô si hay trí tuệ. Những tâm quả dục giới tịnh hảo hoàn toàn không có ngăn từ phần và vô lượng phần, không có khác biệt đối với tâm vô trợ hay hữu trợ trong sự tương hợp giữa tâm và thuộc tánh đối với các tâm tịnh hảo. Tâm duy tác dục giới tịnh hảo có 35 thuộc tánh tâm tương hợp, 13 thuộc tánh tự tha, 19 thuộc tánh tịnh hảo biến hành, 2 thuộc tánh vô lượng phần, thuộc tánh trí tuệ. 1. Tâm duy tác dục giới tịnh hảo, thọ hỷ hợp trí vô trợ. 2. Tâm duy tác dục giới tịnh hảo, thọ hỷ hợp trí hữu trợ. 3. Tâm duy tác dục giới tịnh hảo, thọ hỷ ly trí vô trợ. 4. Tâm duy tác dục giới tịnh hảo, thọ hỷ ly trí hữu trợ. 5. Tâm duy tác dục giới tịnh hảo, thọ xả ly trí vô trợ. 6. Tâm duy tác dục giới tịnh hảo, thọ xả hợp trí hữu trợ. 7. Tâm duy tác dục giới tịnh hảo, thọ xả ly trí vô trợ. 8. Tâm duy tác dục giới tịnh hảo, thọ xả ly trí hữu trợ. Những tâm duy tác dục giới tịnh hảo, thọ xả không có thuộc tánh hỷ. Những tâm duy tác dục giới tịnh hảo, ly trí không có thuộc tánh vô si hay trí tuệ. Những tâm duy tác dục giới tịnh hảo hoàn toàn không có ngăn trừ phần, không có khác biệt đối với tâm vô trợ hay hữu trợ trong sự tương hợp giữa tâm và thuộc tánh đối với các tâm tịnh hảo. Như xin ơi, hồi nãy có thấy ngài Chích Văn Hoàng Chí phần nào mà nói thiếu đó nguyên sư nhà Nhật Bình nhà dạ, mong là nguyên thân chắc lên nhà Nhật Bình không có thấy rõ nên Nhật Bình không có thấy đọc được dạ con. Điều đã nói và điều sắp nói, bài học trước là nhóm vô lượng phần, bi mẫn và tỳ hỷ. Bài học tiếp theo sẽ là tương hợp giữa tâm và thuộc tánh phần 1. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và con kính dâng mít đến sư ạ. Xin lỗi quý Phật tử ở trong Zoom và quý vị có nghe được không? Dạ vâng.
Nam Mô Bổn Thầy ạ. Kính đại lễ Thượng Tọa Thượng Siêu, đại lễ chư Thượng Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về sự tương hợp giữa tâm và các thuộc tánh. Đối với tâm, dục giới tịnh hảo. Và khi nói đến tâm dục giới tịnh hảo thì ở trong đó chúng ta có ba thứ tâm, đó là tâm thiện dục giới tịnh hảo, tâm quả dục giới tịnh hảo và tâm di tác dục giới tịnh hảo. Ngày xưa khi mà chúng tôi mới vào chùa đi học một thời gian, đi học phần hạnh mà ở chùa với người thực sự, thì thưa quý vị, ngày có một sự phân vân mà chúng tôi nhớ cũng được cái kỷ niệm, đó là hồi xưa ngày dịch cái tâm thiện dục giới tịnh hảo, chỉ là tâm đại thiện Mahakusala-citta, và tâm đại thiện tâm đại quả Mahakusala-citta, tâm thiện đại thiện đại quả, và cái tâm Mahakriya-citta thì ngày dịch là tâm đại hạnh, và thêm vì tâm duy tác, tâm đại hạnh. Và cái lớp cái thế hệ thứ hai học vi diệu pháp, tức là ngài tư sự ngày dạy lớp đầu là chúng ta có sư trưởng vừa quay biến phúc, thì lúc đó ngài dùng chữ tâm hành hay là tâm di tác. Và cái lớp thứ hai như thượng tọa thượng siêu và chúng tôi đó, thì vẫn dùng cái tâm hành, sau này thì mới dùng tâm di tác, và hòa thượng Minh Châu là bị tâm di tác. Nhưng mà cái lý do mà ngài tư sự ngài dùng cái chữ hành đó mà ngài phân vân đó, là bởi vì nếu xài tâm duy tác, tâm đại duy tác thì nghe nó hơi tâm hạnh, tâm đại hạnh thì nghe nó ổn hơn là tâm duy tác mà gọi là đại duy tác. Nhưng mà chúng tôi muốn nói ở đây là ba thứ tâm này nó mang chữ đại. Mang chữ đại ở đây có nghĩa là tâm có thể biết nhiều cảnh, làm nhiều việc và có mặt ở nhiều cảnh giới. Mặc dù gọi là tâm dục giới, nhưng mà không nên hiểu rằng tâm này chỉ có mặt ở cõi dục giới, mà tâm này có mặt ở cả ba cõi luôn, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Và mặc dù tâm này như vậy, nhưng mà tâm này biết tất cả cảnh, có thể biết tất cả cảnh và kể cả Niết Bàn. Nếu tâm này ở trong trường hợp nào đó chúng ta đã học qua những sự tâm này. Nói một cách khác thì nếu một người học thắng pháp thì nên hiểu rằng những tâm siêu thế đó, chỉ biết cảnh Niết Bàn và ở trong trường hợp đắc đạo chứng quả. Những tâm dục giới và những tâm sắc giới và vô sắc giới đó là những tâm chỉ sanh khởi khi mà nhập thiền, hoặc giả là tục sanh hồn kiếp tử của chư vị Phạm Thiên. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày của chư vị A-la-hán, ví dụ như là chúng ta nghe nói đến Đức Phật, Tôn giả Sa Phật đi trì bình buổi sáng sớm, hay là ngày thuyết pháp, hoặc giả là ngày có cái hành xử nào đó, thì phần lớn là với tâm chúng ta là tâm duy tác, dục giới tịnh hảo, mà hay ở đây chúng tôi gọi là tâm đại hạnh. Và trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nếu không có cái tâm bất thiện đó, thì chính cái tâm thiện dục giới tịnh hảo hay là tâm đại thiện đó là cái tâm mà chúng ta thường sống. Chư thiên ở cõi dục giới, sắc giới, phạm thiên vô sắc giới, sắc giới vô sắc giới đều sống với cái tâm thiện này, tâm thiện dục giới. Thật ra khi mà khi chúng ta học phần tâm thì chúng ta phải bỏ ra nguyên một bài học để nói về chữ dục giới, gọi là tâm dục giới, nhưng mà có nhiều điều mà học viên hay hiểu sai về tâm dục giới, phải rất là cẩn thận về cái tính phổ quát
rộng lớn của ba thứ tâm này. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại đi một phần nữa, đó là sự tương hợp giữa tâm và các thuộc tánh. Trong tâm với các thuộc tánh này đó, thì chúng ta một lần nữa nhìn lại ba thứ tâm mà vừa kể, là tâm đại thiện, đại quả và đại hạnh, hay tâm đại di tác. Ở trong một cái góc cạnh, một góc cạnh mới, đó là những cái kết cấu của tâm này. Và chính những kết cấu của tâm này cho chúng ta hiểu một số điểm rất là đặc biệt. Thì ở đây thưa quý vị, cũng giống như là tâm bất thiện đó, chúng ta biết rằng có một thuộc tánh thuộc tự tha, đó là thuộc tánh hỷ, sự hân hoan đối với cảnh. Thì những cái tâm nào gọi là tâm xả đó, thì là không có cái thuộc tánh này. Cái thuộc tánh hỷ đó, nó có một cái đặc điểm là nó rất có lợi ở cái trình độ thấp. Chúng ta nói mặt thiện tâm, nhất là tu thiền. Nhưng mà ở trình độ cao đó, thì cái này nó không có. Nó không còn nữa. Thuộc tánh hỷ là sự hân hoan. Sự hân hoan làm cho chúng ta thoải mái. Ví dụ như là quý Phật tử mới đi chùa một vài tháng đầu, vài năm đầu, hay là quý vị mới vào Phật Pháp, quý vị mới ngồi thiền, rồi mình ngồi thiền mình thấy rằng mình vượt qua những cái giai đoạn đầu tương đối là hơi phóng tâm nhiều, hơi đau nhức nhiều, bây giờ ngồi cách thoải mái, có thể ngồi cả giờ thoải mái. Lúc bây giờ mình cảm thấy có sự hân hoan. Cái sự hân hoan nó dẫn chúng ta đến thái độ thoải mái. Dạ, thoải mái. Giống như mình làm chuyện gì mà mình có phấn khích, mình làm chuyện gì mình có cái cảm hứng làm, thì cái cảm hứng hay là sự hoan hỷ này đó, nó chỉ có lợi ở giai đoạn đầu. Dạ. Nhưng mà đường dài đó, mình không thể sống hoài với kiểu đó. Giống như là chúng tôi làm việc ở trong Pao Thóc cũng 20-21 năm rồi, mà bảo rằng mỗi ngày vào làm việc mà phải phấn khởi như thời gian đầu, có nhiều cảm hứng thì phải, nhưng mà về lâu về dài thì trong nó trở nên bình đạm lại. Nó không phải là chán, nhưng mà nó không còn có cái tâm mình nô nức giống như ban đầu. Nhưng mà ở đây nó ở trong trạng thái xả khác. Thật ra ở trong những cái tâm mà thọ xả đó là không có cái thuộc tánh hỷ, như chúng ta biết. Và thưa quý vị, chúng ta cũng nói một cái chuyện mà nó ngoài đề hôm nay, nhưng mà cũng phải nhắc lại đó, là khi mà mình học từng rồi, học về 12 tâm bất thiện, đặc biệt tâm tham và tâm sân, thì nó có hai thứ tâm là vô trợ và hữu trợ. Tâm vô trợ là tâm có tác động, và tâm vô trợ là tâm không cần tác động. Tâm hữu trợ là tâm có tác động. Ví dụ như là một người không muốn ăn cắp, nhưng mà nghe ai nói một hồi bùi tai, thấy rằng vì tôi cũng nên, thành ra họ làm cái việc phi pháp là ăn cắp, thì cái đó là tâm tham hữu trợ. Hay là cái chuyện nó mới xảy ra mình không có giận, nhưng mà có người nói tới nói lui hồi mình nổi cơn lên, thì cái đó gọi là tâm sân hữu trợ. Thì trong tâm bất thiện đó, nó có một cái sự hiểu lầm mà nhiều người học thường hay có, đó là ở trong tâm hữu trợ mới có hai cái thuộc tánh hôn trầm và thủy miên, còn tâm vô trợ thì không. Thì chuyện này dễ hiểu rồi. Nhưng mà sự hiểu lầm đó là nhiều người nghĩ rằng hãy hữu trợ là phải có hôn trầm thủy miên, hôn trầm thủy miên nó tạo nên sự hữu trợ, chuyện rất sai.
tâm hữu trợ không thể có trung tâm vô trợ, tâm hung cầm thủy miên không có trung tâm vô trợ, tức là trạng thái quỷ hoại giả dự đó, nó không có trong vô trợ. Tại mình làm cái danh nhậu thì nó không có cái tâm hung cầm thủy miên. Nhưng mà không phải là hung trầm thủy miên nào, không phải tâm hữu trợ nào cũng có hung trầm thủy miên. Khi nào tâm hữu trợ mà nó có sự quế hoại, giả dự, lười biếng thì mới có cái hung trầm thủy miên. Ví dụ như là buổi trưa có ai rủ mình đi chơi, nghe thì cũng thích nhưng mà trong người nó quế hoại quá, tại vì buồn ngủ là biếng thì cũng có. Nhưng mà có những trường hợp là mình không đi không có nghĩa là mình quế hoại, lười biếng, mà tại vì mình không có cảm ứng thôi, ta nói nhiều thì mới đi. Thành ra chúng ta nhớ như vậy là hôn trầm thủy miên chỉ sanh khởi được trong tâm hữu trợ, nhưng ngược lại không nhất thiết là tâm hữu trợ phải có hôn trầm thủy miên. Dạ, quý vị nhớ điểm này khi học các pháp, và đừng lấy hôn trầm thủy miên là cái chuẩn mực để là có mới gọi là hữu trợ. Hữu trợ là một lẽ, mà hôn trầm thủy miên là một lẽ. Dạ. Thì như vậy đối với tâm thiện đó, và đối với tâm thiện mà chúng ta học ở đây đó, thì thứ vì tâm thiện hữu trợ và vô trợ, nó bởi vì tâm thiện thì nó không liên quan gì đến những thuộc tánh bất thiện hết. Và đối với tâm thiện đó, thì cái hữu trợ và vô trợ đó, nó không có khác biệt trong cái thuộc tánh. Lấy một ví dụ như là mình muốn thọ bát quan trai giới, mà một người họ thấy mình trụ trì không muốn thọ, họ nói ra nó vô, nói ô bữa nay có cái duyên này tốt lắm là ngày rằm, hay là có một vị thiền sư nào về nên thọ bát quan trai giới, hay lúc này là lúc mà có nhiều người bệnh mình nên thọ bát trai giới, thì sau đó phát tâm mình tu bát trai giới, thì cái tâm tu đó là tâm hữu trợ, tâm thiện hữu trợ. Nhưng mà tâm thiện hữu trợ không nhất thiết là nó khác với tâm vô trợ. Thì đó quý vị nhớ rằng, đầu tiên là khi chúng ta học về hữu trợ và vô trợ của tâm dục giới tịnh hảo, thì so với tâm bất thiện thì cái hữu trợ và vô trợ hoàn toàn không có gì khác biệt. Dạ, trong cái vấn đề mà gọi là tương hợp với các thuộc tánh, ở phương diện này thì không có gì khác biệt, mặc dù nó là tâm có tác động và không có tác động. Bây giờ thì chúng ta nói đến một cái tính cách thứ hai, đó là hợp trí và ly trí. Hợp trí tức là có trí tuệ, và ly trí là không có trí tuệ. Nhưng mà không có trí tuệ khác hẳn với si mê, nó khác hẳn trong si. Thì cái tâm ly trí đó, nó được hiểu là lúc đó nó cũng là tâm thiện, nhưng mà không có vận dụng đến trí tuệ. Không giờ vận dụng đến trí tuệ. Ví dụ như là Đức Phật Ngài nghe cái tiếng ồn ào ở bên ngoài, và Ngài chỉ hỏi Thích Ca Nan Đa là cái chuyện gì ồn ào vậy? Đức Phật Ngài có thể biết cái chuyện xa vạn dặm ở cõi khác, thì không có nghĩa là Ngài luôn luôn Ngài dùng cái tâm hợp trí. Đây là cái điểm mà ở trong Trung Bộ Kinh có đề cập đến rất là nhiều lần, là có một cái giáo phái gọi Nigantha, Ni Kiền Tử đó. Nigantha Nataputta thì quan niệm rằng là hãy là vị giáo chủ hay là một vị giác ngộ rồi thì 24 giờ hồi lúc nào cũng xài tâm hợp trí hết. Thì Đức Phật Ngài dạy không phải vậy. Riêng đối với một vị Phật chánh đẳng chánh giác đó, thì Ngài có thể dùng cái trí tuệ Ngài nhớ bất cứ cái kiếp nào của quá khứ mà Ngài muốn nhớ, không có giới hạn. Ngài có thể biết tự nhiên chuyện rất xa xôi, ở những cảnh giới rất xa xôi mà Ngài muốn, ở những cái chuyện vi tế nhất, từ một cái phân tử của vật chất, một sắc na tâm. Nhưng mà không có nghĩa là Ngài sử dụng trí đó 24 giờ đồng hồ. Thật ra chư Phật vẫn có thể xài tâm ly trí, chư vị A-la-hán xài tâm ly trí, và phàm nhân ở trong đời sống hàng ngày, khi mà mình làm thiện, mình cũng khi mình xài tâm ly trí. Ly trí ví dụ như là ở trong sinh hoạt đời sống hàng ngày, quý Phật tử dọn dẹp cái nhà bếp, quý vị dọn dẹp cho thói quen,
quý vị dọn dẹp bằng cái tâm thái rất là nhẹ nhàng, rất là an nhiên. Nhưng mà nó có chuyện gì Phật cần phải hợp trí ở trong đó. Yeah. Cứ dọn dẹp với thầy. Yeah. Có nhiều việc mình làm hợp trí. Thành ra trong cái thắng pháp Abhidhamma đó là cái ly trí của tâm thiện đó, nó không có nghĩa là sự thiếu trí ở trong thường thức họ nói hàng ngày. Ở trong thường thức thiếu trí là chẳng hạn nông nổi, là si mê, là u mê. U mê là chuyện khác, mà ly trí là chuyện khác. Yeah. Mà trong những cái tâm ly trí đó, thì không có cái thuộc tánh trí tuệ hay thuộc tánh vô si. Yeah, thuộc trí tuệ. Kể cả ở trong tâm quả và kể cả ở trong cái tâm di tác, nhưng mà trong trường hợp tâm quả thì nó ảnh hưởng hơi nhiều. Yeah. Tâm quả như chúng ta biết rằng đó là tâm làm việc tục sinh hộ kiếp tử, và cũng là một vài công việc khác. Ví dụ như chúng ta nói tâm, chúng ta sẽ nói sau về phần hành này, nhưng mà ba cái phần hành này là chính là tục sinh hộ kiếp tử. Một người tục sinh với tâm ly trí ấy, và cái tiềm thức họ hay là hộ kiếp là tâm ly trí và cái tâm mệnh dung của ly trí đó, thì đặc biệt là cái tâm tiềm thức hay là hộ kiếp đó, nếu mà tâm ly trí đó, thì người này không có căn bản về trí tuệ, không thể tu thiền, không thể đắc thiền đắc đạo quả được. Thì cái tâm ly trí mà ở trong tâm quả thì nó có vấn đề, nó ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều. Về điểm này thì chúng ta đã học qua ba thứ tâm rồi. Ở đây chúng ta nói đến sự có mặt của thuộc tánh vô si hay là trí tuệ ở trong những tâm hợp trí. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta nói đến năm cái thuộc tánh mà chúng ta gọi là có thật cảnh bất định. Yeah, bất định. Thuộc tánh trí tuệ đó, nó thuộc về cố định. Hễ là tâm hợp trí thì luôn luôn có trí tuệ. Nhưng mà đối với năm thuộc tánh gọi là ngăn trừ phần và vô lượng phần, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh bàn, rồi bi và tùy hỷ, thì nó có thuộc tánh bất định. Có nghĩa là thí dụ như chúng ta nói tâm thiện dục giới, nó có thể có, nó tương hợp được với chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi và tùy hỷ. Ở đây là có thể, nhưng mà không nghĩa là luôn luôn có. Tại vì mỗi một cái thuộc tánh này đó, nó có một cái cảnh khác nhau. Như chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng riêng, bi và tùy hỷ thì có cảnh giới khác nhau. Ví dụ như bi á, đối tượng của bi là chúng sanh đau khổ. Cái đối tượng của tùy hỷ là chúng sanh hạnh phúc. Hai cái đối tượng khác biệt. Do đó nó không thể cùng lúc sanh khởi bi và tùy hỷ trong một cái tâm trực. Nhưng mà có điểm này, nó hơi rắc rối một chút xíu. Mà cái này hồi nãy chúng tôi viết, không biết sao chúng tôi viết, chúng tôi gửi đi là thiếu đi. Chúng tôi có đến chánh mà tội nghiệp của Như Quỳnh của đang đọc, mà nó bị gián đoạn ngang đó là, ở trong bài học mà chúng tôi có nói rằng, ba cái thuộc tánh ngăn trừ phần không bao giờ đồng sanh trong tâm. Dạ. Đấy, trong tâm cái nó thiếu cái chữ hiệp thể. Giờ quý vị nào mà biết bài học á thì nó phải có thêm chữ hiệp thế. Tức là ở trong tâm đồng sanh trong tâm hiệp thế, nhưng mà nó có sanh khởi trong tâm siêu thế. Dạ. Tâm siêu thế gọi bát chi đạo. Dạ. Tâm mà biết cảnh niết bàn thì là bát chi đạo đồng sanh. Dạ. Cái điểm này là điểm rất là quan trọng. Quý vị đánh cái nốt ở tại đây, khi mà chúng ta nói về tâm siêu thế, chúng ta sẽ nói về điểm này. Yeah. Cái sự có mặt của bác chi đạo ở trong tâm đạo, trong quả mang ý nghĩa rất là đặc biệt. Thì chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi và tùy hỷ đó, nó mang cái cách bất định là nó, nếu nó sanh thì nó sanh, nó có thể ở trong tất cả tâm thiện, dùng giới tình hậu hay có mặt ở trong tâm đại thiện. Nhưng mà nó không thể một lần mà sanh cả năm thứ tâm, nó chỉ là một trong những năm thứ tâm đó.
và có những tâm thiện dụng giới tịnh hảo mà không có cả năm cái này. Không có cả năm cái này. Cái này chúng ta phải để ý nha. Có nhiều khi hồi nãy chúng tôi nói rằng là quý Phật tử vì được trong đời sống hàng ngày của chúng ta làm một việc gì đó. Bây giờ mình cầm cái chổi quét nhà, chúng ta quét bằng cái tâm rất là hiền thiện, rất là tốt, nhưng mà trong tâm cầm chổi quét nhà nó không giới thiệu, nó không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh bạn, có bi tùy hỷ trong đó. Thành ra những cái này gọi là tương ưng một cách bất định, anyata, một cách bất định, nghĩa là khi có khi không, không nhất thiết phải có. Và khi có đó thì đối với tâm thiện dục giới tịnh hảo nó chỉ có một ở trong năm cái này, chứ không phải có một lần mà có hai hoặc ba hoặc bốn hoặc năm, không có. Chúng ta phải nhớ cái tương hợp của cái bất định, bất định về nhiều phương diện chứ không phải một phương diện. Thì thưa quý vị, có một việc này đó mà chúng ta phải lưu ý là trước kia chúng tôi có một vài lần đề cập đó là tâm quả đó, nó là một cái phiên bản của tâm thiện. Tâm thiện như thế nào thì tâm quả như thế đó. Tâm thiện là thọ hỷ thì tâm quả thọ hỷ. Tâm thiện hợp trí thì tâm quả hợp trí. Tâm thiện vô trợ thì quả vô trợ. Thí dụ như là bây giờ ai mời mình làm phước mà mình phát tâm hoan hỷ nhanh lẹ mà làm với tất cả sự hiểu biết thì đó là tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. Thì tâm quả nó cũng sanh ra tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tức là cái tâm quả nó là cái phiên bản của tâm thiện. Nhưng mà có năm cái tính cách, năm cái thuộc tánh mà nó rơi rất lại mà nó không có qua tâm quả được. Thí dụ như là tâm thiện thọ hỷ thì tạo ra tâm quả thọ hỷ, tâm thiện hợp trí thì tâm quả hợp trí, tâm thiện là vô trợ tâm quả cũng vô trợ. Nhưng mà nếu trong tâm thiện mà nó có năm cái chất là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi và tùy hỷ thì tâm quả nó lại không có cái đó. Tâm quả không có đó. Tại vì sao vậy? Tại vì năm cái thuộc tánh này nó có một cái sự lập tâm nhất định, là nó có một cái đối tượng nhất định. Đối tượng đó là cái gì mà trực tiếp, ví dụ như là mình nói là tâm bi là chúng sanh phải đau khổ. Chúng sanh khổ mình mới sanh tâm bi, mới trắc ẩn. Thì cái tâm quả đó nó không có thế nào lúc nào lấy chúng sanh đau khổ một đối tượng, tâm tùy lấy chúng sanh hạnh phúc để mà vui theo. Và chánh ngữ là cái làm sao để không nói lời nói ác, lời nói quấy. Chánh nghiệp là không làm hành động ác, không làm quấy. Chánh mạng là không có nuôi mạng một cách tà bại. Thì cả ba cái ngăn trừ phần và hai vô lượng phần đó không thể nào mà có trong tâm quả làm việc tục sinh hộ kiếp và tử được, làm việc tục sinh tiềm thức và bệnh chung được. Bởi vì tại vì sao vậy? Tại vì rất đơn giản là cái đối tượng của ba thứ tâm này nó quá đặc biệt, nó quá khác biệt. Quý Phật tử có thể đặt một câu hỏi là chúng ta thường nói đến bốn pháp từ bi hỷ xả, thì tại sao từ và xả lại có ở trong tất cả tâm tịnh hảo mà bi và tùy hỷ lại có tâm có trong không, không thể có mặt trong tất cả tâm tịnh hảo? Thì bây giờ chúng ta phải nhắc lại một điểm này. Điểm này sẽ được nhắc lại khi mà chúng ta nói về thuộc tánh phối hợp với tâm. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, cái chi pháp của tâm từ đó là vô sân. Chúng ta nhớ rằng thuộc tánh tịnh hảo biến hành, tức là 19 cái tịnh hảo, 19 thuộc tánh mà nó có mặt ở trong tất cả tâm tịnh hảo, có
tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả tịnh thân tịnh tâm khinh thân khinh tâm thân trực thân nhu thân nhu tâm thuần tâm thuần tâm và trực tâm thân trực tâm. Thì 19 cái thực thuộc tánh đó, đó thì hai cái thuộc tánh là vô sân là cái chi pháp của từ vô lượng tâm, và thuộc tánh quân bình hay từ tận thì sử dụng chữ gọi là trung hòa đó, quân bình hay trung hòa đó, là cái thuộc tánh của xã vô lượng tâm. Nhưng mà ở tại đây đó, ở tại đây chúng ta phải nhắc lại một điểm như vậy là từ vô lượng tâm chính là thuộc tánh vô sân. Nhưng mà thuộc tánh vô sân không có nghĩa luôn luôn là từ vô lượng tâm. Hai cái này chúng ta phải để ý. Có nghĩa là khi mà nói đến tâm từ là cái tâm mát mẻ, đúng là vô sân, và tâm đó lấy chúng sanh làm đối tượng, là mong chúng sanh được an lạc. Thì tất cả tâm từ, gọi là tâm từ đó, cái chi pháp của nó, cái từ vô lượng tâm, cái chi pháp đó, là thuộc tánh vô sân. Nhưng mà không phải lúc nào thuộc tánh vô sân sanh khởi cũng lấy chúng sanh làm đối tượng hết. Chúng tôi không biết là chúng tôi nói như vậy quý vị nghe có kịp không? Dạ. Tức là bi đó, là thuộc tánh bi, tùy hỷ, thuộc tánh tùy hỷ là đúng rồi. Nhưng mà từ là thuộc tánh vô sân, nhưng mà vô sân không hẳn là tâm từ. Có rất nhiều trường hợp vô sân không hẳn là tâm từ. Như chúng tôi nói hồi nãy quý vị, là quý vị cầm cái chổi quét, là quý vị lo quét, thì cái đó làm có thuộc tánh vô sân tại tâm mình nó mát mẻ. Nhưng mà ở trong lúc đó, đừng nói cái vô sân đó là tâm từ. Nhưng mà bất cứ tâm từ nào thì cũng là vô sân. Bởi vì khi mà chúng ta học thắng pháp, nó có cái trường hợp là chúng ta sẽ học tới cái bộ Yamaka, Yamaka trong tương lai đó, tức là bộ sông đó, hay có cái lối hỏi ngược hỏi xuôi. Thí dụ hỏi đàn bà có phải là con người không, thì đúng, đàn bà là con người, nhưng mà con người có phải là đàn bà không? Không hẳn, không nên thẳng nói như thế, tại vì con người thì gồm có cả đàn ông đàn bà, và có những người lưỡng tính nữa, không nên nói là con người thì đã nói con người phải nói đàn bà, nhưng mà đàn bà chắc chắn là con người. Sắc có phải là quẩn không? Dạ đúng, sắc là quẩn, nhưng mà nói quẩn thì không hẳn là sắc. nó cần chính xác như vậy. Thì ở tại đây đó, từ vô lượng tâm chính là thuộc tánh vô sân, nhưng mà vô sân đó thì không hẳn là phải là từ vô lượng tâm. Thuộc tánh xả cũng vậy, dạ, thuộc tánh hành xả cũng vậy. Cái thuộc tánh chúng tôi nói hành xả, mà ở đây tôi là thuộc tánh quân bình, từ đó thì sử dụng cái chữ là trung hòa. Thì cái thuộc tánh quân bình này nó đúng là xả vô lượng tâm. Ở xả vô lượng tâm tức là quân bình, nhưng mà không hẳn quân bình là xả vô lượng tâm, cái đó chúng phải nhớ. Thành ra riêng về cái chi pháp của tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, từ là thuộc tánh vô sân, bi là thuộc tánh vô, thuộc tánh bi, hỷ là thuộc tánh tùy hỷ, và xả là thuộc tánh quân bình. Nhưng mà chỉ có hai cái cố định, đó là bi và tùy hỷ, là cố định, nó nằm trong vô lượng phần. Còn vô sân và quân bình thì nó nằm ở trong 19 cái thuộc tánh tịnh thảo biến hành. Chúng ta nên nhớ như vậy. Và ba cái ngăn Phật và hai vô lượng Phật, hai vô lượng Phật và bi và tùy hỷ thì không có trong tâm quả, không có trong tâm quả, nhưng mà trí tuệ thì có. Thì về điểm này đó, chúng tôi muốn nói đến một cái chuyện mà nó sâu xa hơn. Nó sâu xa hơn. Không cái chuyện ngoài lề chứ phải sâu xa hơn. Chuyện đó, chuyện trên bình diện rộng đó. Là cái chất của trí tuệ đó, nó có ở trong đời sống hàng ngày. Và cái chất của trí tuệ nó cũng có thể có trong tiềm thức của chúng ta, theo thắc pháp. Và do vậy, cái người tu mà tu thực hành trí tuệ đó, tu bao hơn là cái người tu theo hạnh tinh tấn và hạnh đức lịch.
Dạ. Tại trí tuệ, cái chất của trí tuệ đó nó tồn tại lâu lắm thưa quý vị. Những người vị mà tu theo tinh tấn á, thì đôi khi họ nặng về vấn đề là tự lực. Những người tu sinh đức tin á, thì đôi khi nghiêng về tha lực. Nhưng mà vị tu theo trí tuệ thì quan trọng là làm cái gì mà danh đạt kết quả tốt, không đi không dài dòng văn tự thì sao. Nhưng mà một trong những điểm mà chúng ta thấy á, là cái chất của trí tuệ đó nó đặc biệt là bi và tùy hỷ á, nó không có nằm ở trong cái tiềm thức mình được, nó không nằm ở trong cái tiềm thức tồn tại được. Nhưng mà cái chất trí tuệ thì nó có. Do vậy đối với các vị mà tu hành ba la mật và các vị mà nghi nặng về trí tuệ như là Đức Phật của chúng ta hay là trong trường hợp tôn giả Sa Lợi Phất chẳng hạn, thì các vị tu bao lắm. Dạ. Trong lúc đó thì ngài Bục Kiền Liên, ngài cũng bậc đại trí, nhưng mà ngài tu tập, ngài nặng về thần thông, nặng về thiền định. Thiền định thì thứ vị tu nó cực hơn, nó khó hơn. Dạ. Thì ở đây chúng ta muốn nói rằng một trong những cái đặc điểm của cái thuộc tính trí tuệ đó là khi nó có mặt ở trung tâm hợp trí nhất định là có. Dạ, nhất định là có. Và khi mà chúng ta nói đến bốn vô lượng phần thì chúng ta cũng nên để ý một chút xíu là từ bi hỷ xả là bốn vô lượng phần, nhưng mà khi nào lấy chúng sanh làm đối tượng thì mới có bốn vô lượng phần này. Còn bình thường những cái tâm tịnh thảo nó cũng có vô sân, cũng có hành xả hay là quân bình, nhưng mà nó không có và phải là xả vô lượng tâm hay từ vô lượng tâm. Thì thưa quý vị, lẽ ra đó là khi mà viết cái phần chú thích cái cột ở giữa đó, thì chúng tôi có ghi rõ là tâm đại thiện, thọ hỷ, hợp trí, vô trợ thì nó có bao nhiêu thuộc tánh. Rồi tâm đại thiện, thọ hỷ, hợp trí, hữu trợ có bao nhiêu thuộc tánh. Nhưng mà ở đây chúng tôi thấy cái phần chú thích nó đã đủ để quý Phật tử có thể theo dõi chuyện đó. Và ví dụ như là trong trường hợp hai tâm đầu đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, đại thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ đó, thì nó hoàn toàn không có khác biệt về cái con số thuộc tánh. Trong lúc mà tâm tham á, thì nó có sự sai biệt. Tâm tham là hữu trợ vô trợ, nó có sai biệt là vô trợ thì hoàn toàn không có hung trầm và thủy miên, thành ra nó từng phần một. Nhưng mà trong tâm đại thiện này đó, thì thứ vì trung tâm tịnh thảo đó, thì nó cái hữu trợ và vô trợ nó có khác biệt. Tại cái cặp đầu đó, nó vẫn có đầy đủ là 13 thuộc tánh thờ tha, 19 thuộc tánh tịnh hảo biến hành, và nó luôn luôn có trí tuệ, và nó cũng có cả có khi nó có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi và tùy hỷ. Thì mặc dù để như vậy, nhưng mà quý vị phải rất là cẩn thận. Là nói có 38, nhưng mà thật ra 5 cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi tùy hỷ nó sanh khởi đó, thì thú vị đó, chỉ nó không có đồng sanh với nhau. Chúng ta phải thấy cái đối tượng nó khác. Không nói có 38, luôn luôn có đủ 38. Không biết chúng tôi nói về quý vị nghe có rõ không? Có 5 cái thuộc tánh bất định, có thể có cái này không có cái kia, nên nhớ điều đó. Chứ nếu mà học không để ý cái tâm nó sanh khởi có 38 thuộc tánh là luôn luôn phải có 38, thì không phải. Thí dụ bi và tùy hỷ nó hoàn toàn khác nhau. Hai cái tâm đại thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, hai tâm đại thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ đó, thì chúng ta thấy nó có chữ ly trí, thì hai tâm này nó khác với hai tâm đầu tiên là nó không có trí tuệ. Đã có ly trí thì không có trí tuệ, chắc chắn chuyện nó dễ hiểu rồi. Bốn cái tâm sau
là tâm đại thiện thọ xã hợp trí vô trợ, tâm đại thiện thọ xã hợp trí hữu trợ, tâm đại thiện thọ xã ly trí vô trợ, tâm đại xã ly trí hữu trợ. Nó cũng giống như bốn tâm trước, tính từ nó có hai cặp, nhưng mà tại vì nó thọ xã thì nó không có cái thuộc tánh hỷ, không có thuộc tánh hỷ. Do vậy quý vị thấy rằng chúng tôi không có chú thích từng tâm một, mà làm một cột chú thích riêng để chúng ta vận dụng suy nghĩ của chúng ta, và chúng ta hiểu là nó có bao nhiêu. Thì trường hợp này, khi mà chúng ta nói rằng một tâm có bao nhiêu thuộc tánh, thì người học cần phải để ý rằng trong số thuộc tánh đó có một số là thuộc cố định, có những số là bất định, và trong cái số bất định đó nó có những cái mà không thể đồng sanh. Dạ, nó có cái này không có cái kia, nên chúng ta không thể lấy một cái con số trọn vẹn. Nói là thí dụ như tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ có 38 thuộc tánh, không có. Dạ, trong 38 thuộc tánh đó thì chúng ta phải trừ ra 4, nó có 34 thôi. Tại vì nó có thể có chánh ngữ, có thể có chánh nghiệp, có thể có chánh mạng, có thể có bi, có thể có tùy hỷ, nhưng mà không thể có một lần cả năm thứ. Nên nhớ kỹ con số này. Và khi mà chúng ta nói có tâm quả đó, thì tâm quả đó nó là một cái tâm sản sinh ra do tâm thiện, nó là một phiên bản của tâm thiện, nhưng mà nó không còn cái đặc tính tạo tác, mà nó lại là cái thành quả của tâm thiện. Thì tâm quả thì nó mang nhiều cái dấu ấn của tâm thiện, ngoại trừ ngăn trừ phần, vô lượng phần không có trong tâm quả. Và tâm di tác dục giới, tịnh thảo. Khi mà mình học ở đây, chúng tôi nhắc là trong khi thắng pháp, nhiều khi nói chuyện nó phải nói hơi dài dòng một chút xíu. Thí dụ như là có những tâm di tác vô nhân. Dạ, tâm di tác vô nhân như là khai ngũ môn, khai ý môn, tâm sinh tiếu, thì những cái tâm vô nhân đó nó không gọi là tâm tịnh hảo. Khi nói tâm tịnh hảo thì nó cũng duy tác, nhưng mà cái ưng cúng vi tiếu, ưng cúng sinh tiếu thì không tính là tâm tịnh hảo, mặc dù cái cười đó không có chuyện gì sai quấy hết. Nhưng mà khi nói tâm tịnh hảo không nhất thiết là tâm thiện, tại trong tâm tịnh hảo đó nó có tâm thiện, tâm quả và tâm duy tác. Thì cái ngôn ngữ của thắng pháp á, thưa quý vị, ta đòi hỏi là tại sao mà phải nói dài? Tại vì nếu mà nói nó thiếu cái đuôi, nó trật đi. Cái chuyện này nó phiền rồi. Không phải di tác nào cũng gọi là tình hảo, và không phải tình hảo nào cũng là thiện. Những cái đó là cái mà chúng ta thường phải để ý. Và trong trường hợp cái tâm di tác dùng giới tình hảo đó, thì thứ gì chúng ta nhớ rằng vị A-la-hán có bi và tùy hỷ, nhưng mà vị A-la-hán các vị đã sống tốt tự nhiên rồi, giới tự nhiên rồi, các vị không có cái cố gắng để ngăn trừ, miệng không nói lời ác, thân không hành động ác, và nuôi bạn một cách ta phải, không có đối vị ở đối vị A-la-hán, thành ra ngăn trừ phần không có trong tâm di tác giới tịnh thảo. Và chúng tôi muốn nhắc lại một điều rất là quan trọng mà 10 người học phải để ý, đó là ba cái thứ tâm này ngày xưa đó, ngày thực sự nghĩ đến là tâm đại thiện, tâm đại quả và tâm đại hạnh, là những cái sự tâm có mặt ở nhiều cõi, biết được nhiều cảnh, làm được nhiều việc, và những tâm rộng lớn. Và hầu như nếu chúng ta không có nhập thiền thì đời sống hàng ngày của chư vị phạm thiên, chư thiên và con người sống bằng tâm này. Nếu mà chư vị A-la-hán không biết cảnh niết bàn, không nhập thiền, thì các vị cũng sống bằng tâm di tác, dục giới tịnh thảo, và những thứ tâm mà có thể được sử dụng trong rất nhiều trường hợp khác nhau. Một cái người mà học thắng pháp thì không thể không biết cái chiều kích rộng lớn của ba thứ tâm này. Đó là tâm ba thứ tâm dục giới tịnh thảo. Bây giờ thì
xin được kết thúc ở tại đây trước khi chúng ta qua phần thảo luận. Bạch Thượng tọa Từ Siêu, không biết Thượng tọa Từ Siêu có ở trước máy không? Nếu Thượng tọa Từ Siêu ở trước máy và Thượng tọa nghe được thì xin Thượng tọa khoan nghỉ. Thượng tọa khoan nghỉ, Thượng tọa giảng cho tiếp thường tiếp theo và cũng có thể sau đó chúng ta có một số cái câu thảo luận. Một lần nữa xin hỏi Thượng tọa Từ Siêu, Thượng tọa có nghe được không? Với lại Thượng tọa Từ Siêu không có ở trước ngoài. Ô dạ, giờ thấy Thượng tọa Từ Siêu rồi. Kính cung thỉnh Thượng tọa. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Ở trong khi chờ đợi, chúng tôi được tắm soạn các cái câu thảo luận cho bài học hôm nay thì chúng tôi cũng chia sẻ thêm với quý vị một vài điều. Chúng tôi bài học kính thưa quý vị, đối với cái tầm chủ nghĩa tình hảo có cái sự tương hợp giữa tầm thuộc tánh, thuộc tánh và tầm. Chúng ta nói đến cái tâm tịnh hảo thì trước hết chúng ta nhớ là có 13 cái thuộc tánh tự tha. Và 19 thuộc tánh tịnh hảo biến hành. Tính liền tạp quý của ta một sự trung hòa, tình thân, tình tâm, tình thân, tình tâm, vô thân, vô tâm, tình thân, tình tâm, thuận thân, thuận tâm, tính thân, tính tâm. Còn lại thì nó có 6 cái thuộc tánh, thuộc tình hảo vị cảnh. Thì ở trong 6 thuộc tánh tình hảo vị cảnh đó, thì tâm thiền, dục giới và tâm duy giác, duy tác dục giới tình hảo. Nó có thể có 3 cái thuộc tính giới phần, chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh thuộc tính tình. Xin lỗi, cái tâm thiền dục giới đó thì nó có
ba cái thuộc tính giới phần, tức là chính ngũ tính thì chính mạng. Nhưng mà tâm tình hảo thuộc về quả, dục giới, hữu nhân hay tám đại quả và tám duy tác dục giới hữu nhân, hay là duy tác tình hảo dục giới, thì không có giới phần. Bởi trên phương diện mà tu tập hành trì thì chỉ có tâm thiện dục giới dùng chánh luận chánh mạng để mà ngăn phiền não, trừ loại trừ ác pháp về thân, về lời và sự nuôi mà. Đúng như vị A-la-hán thì Ngài không còn phiền não, không còn ác pháp, do đó không cần phải có ba giới phần ở trong tâm của vị A-la-hán, tâm tốt hay là tâm duy tác. Không có. Cũng thí dụ như một người còn bệnh đó, thì mới dùng đến thuốc để trị bệnh, nhưng mà với người đã dứt bệnh rồi thì họ không cần uống thuốc để điều trị nữa. Còn riêng về cái tâm đại quả hay là tâm quả dùng giới hữu nhân thì không có giới phần, bởi vì giới phần nó thuộc về động lực. Còn ba và tám tâm quả đó thì nó thuộc dũng quả chứ không phải là dũng động, không phải là động lực, cho nên không có. Thế thầy nhớ kỹ cái chỗ đó. Còn hai giới phần, hai vô lượng phần, tức là bi và tùy hỷ, thì nói riêng bi và tùy hỷ, nhưng mà nói chung tức là có từ bi hỷ xả. Thì từ bi hỷ xả thì nó có mặt ở trong hai loại tâm, tức là tâm thiện dục giới và tâm tốt dục giới hữu nhân của vị A-la-hán. Bởi vì phàm phu và thánh hữu học thì chúng ta cũng vẫn an trú được bốn cái vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Vị A-la-hán ngày cũng an trú bốn vô lượng tâm là từ bi hỷ xả, cho nên bốn vô lượng tâm đều có mặt ở trong tâm của và có mặt ở trong tâm tố, tâm duy tác. Đủ. Khi nãy chúng tôi có nghe thì tổ giáo đẳng có trình bày, thì ở đây chứ bi và tùy hỷ nói đó là biệt cảnh, còn tâm từ với tâm xã thì nó thuộc chi pháp và tình hảo biến hành. Tuy nhiên, Thượng tọa có trình bày cho chúng ta biết là ở đây chúng tôi nhắc lại là vì tâm từ nó xuất phát từ cái thủ tấm vô sân,
và tâm bi nó xuất phát từ gì? Ở cái xã đó, xã nó thuộc tâm từ xuất phát từ vô sân, còn hành xã xã vô lượng tâm thì nó xuất phát từ cái chi pháp gọi là trung hòa. Nhưng mà không phải lúc nào vô sân cũng là tâm từ, và lúc nào tâm cái thuộc tánh trung hòa cũng là tâm xã vô lượng tâm hết đâu. Bởi vậy chúng ta cần phải hiểu rằng cái thuộc tánh vô sân, cái đặc tính là nó có đặc tính này, là nó làm cho các pháp đồng sanh được tươi nhuận, được mát mẻ, nó không có cái cảm thấy nóng nảy. Còn trung hòa, cái đặc tính đó là làm được các pháp đồng sanh ở cái mức độ trung bình, quân bình, không có thái quá, không bất cập. Chúng tôi thường thí dụ cái thuộc tánh vô sân nó cũng giống như là cái máy điều hòa ở trong cái phòng ngủ của chúng ta vậy, hay là máy lạnh. Còn xã hay còn trung hòa thì nó có, nó cũng giống như là cái máy ổn áp bầu cho cái điện kế nó bao nhiêu volt, có khi lên có khi bị thấp 110 hay là 220 gì đó, thì có khi nó hơn, có khi nó thấp. Thì cái máy ổn áp đó thì nó có cái tính năng là giữ quân bình trở lại là đều 220 và 101. Nó không có cho lên cao cũng không cho xuống thấp cái dòng điện. Thì do đó ở cái những cái hai thuộc tánh này thì tâm tịnh hảo luôn luôn có. Nhưng mà rồi khi mà mình tu tập tận dụng cái đặc tính của tâm sở vô sân, tận dụng cái đặc tính của tâm sở trung hòa để phát triển làm thành từ tâm và xã tâm. Cho nên khi nói đến từ bi hỷ xã thì chúng ta phải nên nhớ rằng từ bi hỷ xã thì không phải là lúc nào cũng có thể có, nó chỉ có thể có mặt chứ không phải lúc nào cũng có. Bởi vậy hễ nói đến từ bi hỷ xã thì chúng ta phải nói đó là biệt cảnh đúng hơn. Nhưng mà đi về vô sân và cái tâm trung hòa đó thì nó trở thành tịnh hảo biến hành, bởi vì lấy theo cái đặc tính, cái đặc tính nó trợ cho các pháp đồng sanh được bảo hòa. Còn hễ khi mà gọi là
ăn trú pháp thì chỉ có vị A La Hán là ăn trú từ bi hỷ xả được, nhưng mà cũng có khi tâm tố thì lại suy nghĩ đến chuyện khác, làm việc khác như lúc ngài đang thuyết pháp thì chứ này, hoặc là ngài đang làm việc gì, là đi khất thực vân vân, thì trong lúc đó cái tâm tố khởi lên thì không phải là có mặt từ nghi hỷ xả luôn luôn, khi nào có tác ý đến cái pháp đó thì cái đơn pháp đó mới không mặt. Cũng như tâm thiện gì, khi mà chúng ta tu tập từ nghi hỷ xả thì mới có từ nghi hỷ xả chứ. Khi mà chúng ta làm cái việc khác như là chúng ta đang bố thí hoặc đang giữ giới hoặc đang tu thiền thì lúc đó xài cái tâm thiện dụ giới, nó không có thể hiện từ bi hỷ xả. Nếu mà có chăng đó thì ở trong cái tâm thiện mà bố thí trì giới thì nó có cái thuộc tánh vô sân, thuộc tánh trung hòa, bởi vì nó hai cái thuộc tánh này nó thuộc về tịnh hảo biến hành có để mà làm cho các cái tâm sở đồng sanh nó được mát mẻ, hay là nó giữ cái mức độ cái tâm lý quân bình như vậy thôi. Ở đây chúng ta nhớ chị, cái này chúng ta phải kỹ, chứ còn nếu mà có một số học viên nha, hoặc là khi mà học ông thầy không có nhắc thì tự nhiên ở trong kinh tạng thì hãy nói đến bốn vô lượng tâm thì phải là từ bi hỷ xả, mà trong thắng pháp thì quý vị thấy chỉ có bi và từ hỷ thôi, rồi không biết ở đó mà cãi với nhau là cái sự khác biệt giữa cái thắng pháp và kinh tạng, thì cái điều này cũng nông nổi lắm thôi, có chứ không phải không có, nhưng mà phải hiểu cái tính cách của mỗi một thuộc tánh như vậy, nó đối với các pháp đồng sanh như thế nào, chúng ta phải hiểu chứ đó. Rồi cái thuộc tánh thứ sáu, thuộc tánh tình hảo biệt cảnh là cái tâm ở cái thuộc tánh trí tuệ hay tâm sở tuệ quyền, thì cái thuộc tánh trí tuệ này không có mặt ở trong hết tất cả những cái tâm tình hảo, chín mươi tình tình hảo đâu, nó chỉ có mặt ở trong 79 tâm tình hảo hợp trí mà thôi, tức là những cái tâm thiện dục giới hợp trí, bốn thiện dục giới hợp trí, bốn quả dục giới hợp trí, bốn tâm duy tác dục giới hợp trí, thì mới 12 tâm đó nó mới có cái tâm sở trí tuệ. Còn 12 tâm sở là bốn tâm, 12 tâm, bốn tâm thiện dục giới lý trí không có trí tuệ tương ưng, rồi bốn tâm quả dục giới hữu nhân lý trí thì không có sở trí tuệ tương hợp, rồi bốn tâm duy tác dục giới hữu nhân lý trí cũng không có sở trí tuệ tương hợp. Cái trường hợp này chúng ta cần phải lưu ý. Và ở đây chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm với quý một vấn đề nữa thôi. Chắc có lẽ là chúng ta đã có cái câu thảo luận rồi, nhưng mà chúng tôi muốn
sẽ thêm cái vấn đề này. Đối với tâm thiện dục giới, tâm quả dục giới hữu nhân, tâm duy tác dục giới hữu nhân đều có những cái tâm vô trợ và hữu trợ. Như vậy thì vô trợ và hữu trợ của những cái tâm tịnh hảo này với vô trợ hữu trợ của cái tâm bất thiện thì như thế nào? Ở đây thưa quý vị, đã gọi là vô trợ hữu trợ thì có cái điểm chung, tức là cái tâm thiện hay tâm vô ký hay tâm bất thiện hữu trợ vô trợ đó thì nó sanh khởi không cần phải có cái điều kiện khách quan trợ giúp thúc đẩy, nó vẫn sanh khởi. Còn khi mà có điều kiện khách quan thúc đẩy thì gọi là hỗ trợ. Cái tâm bất thiện quý vị, cái hỗ trợ và hỗ trợ cũng là do nơi cái điều kiện khách quan để hay là không có điều kiện khách quan ở bên ngoài thúc đẩy mà nó sẽ gửi. Tuy nhiên khác nhau ở chỗ là có hai cái thuộc tánh hôn trầm và thủy miên đó, tức là cái trạng thái buồn ngủ giả dự, trạng thái giả dự buồn ngủ, hai cái thuộc tánh đó nếu mà nó sinh khởi thì nó tương hợp với tâm bất thiện hỗ trợ mà thôi. Như vậy thì không có nghĩa là tâm bất thiện hỗ trợ như tham hỗ trợ hay sân hỗ trợ là luôn luôn có mặt hung trầm thì miên. Chúng ta thường bị nhầm cái chỗ này. Ở đây hỗ trợ và vô trợ của tâm bất thiện với hỗ trợ và vô trợ của tâm tịnh hảo dục giới thì cái điểm giống nhau ở chỗ là một đằng thì có những cái điều kiện để thúc đẩy cho sinh khởi, còn một đằng thì không có cái điều kiện gì, gọi là vô điều kiện, nó vẫn sinh khởi tích. Nó giống nhau ở chỗ đó, nhưng mà chỉ khác nhau ở chỗ là đối với cái tâm tịnh hảo dùng với hỗ trợ đó thì hoàn toàn không có mặt của hung trầm thị miên, còn đối với bất thiện thì có mặt hung trầm thị miên được, có thể có được. Nên cái chỗ đó chúng ta cũng cần phải suy xét cho nó kỹ. Bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta cũng có cái cô thảo luận về tụi tội nhập tạm đều nữa. Xin kính thỉnh thượng tọa nhập tạng trở lại Nam Mô Thầy. Kính chào,
cái này mình hỏi nghe nó cũng hơi khôi hài nhưng mà nó cũng vui, đó là sao trong tâm bất thiện thì nó chỉ có bốn cái thuộc tánh bất thiện biến thành thôi, tức là si vô tầm quý phóng dật, mà trong tâm tịnh hảo thì nó tới 19 nhiều quá. Thì khi mà mình đọc con số nhiều quá như vậy là phải chăng là mình thấy rằng một cái người mà sanh ra tâm thiện ấy, nó cũng không phải dễ, và tâm thiện thì nó tinh tế hơn nhiều, có phải vậy không? Xin kính thưa thượng độ nghỉ trở lại để chia sẻ một vài suy tư thượng độ về điểm này. Quý vị và hãy chờ cho tôi uống nước một chút xíu. Kính thưa quý vị, cái điều này chúng ta có thể hiểu qua cái thí dụ. Một tâm tình hảo thì nó cũng giống như một món ăn ngon, mà cái món ăn ngon như vậy đó thì trong đó người đầu bếp họ phải có gia vị nhiều thứ, nhiều cái nguyên liệu để làm thành món ăn ngon. Còn một cái món ăn tầm thường, món ăn không có ngon lành, nấu cho có nấu ăn cho cái ăn gì, chẳng hạn như là rau luộc thôi, thì như vậy đơn giản, không cần phải thêm cái nguyên liệu gì hết, không còn thêm gia vị gì hết. Như vậy tâm tình hảo vì rằng đó là cái tâm tốt đẹp, cho nên nó phải có nhiều cái thuộc tánh tình hảo biến hành để nó tốt diện, tốt đẹp toàn diện. Còn đối với tâm bất thiện đó, thì nó chỉ cần có những cái đặc tính làm xấu được rồi, có si vô tạo quý phúc vật là được rồi, chứ không có cần phải có nhiều. Một cái thí dụ thứ hai thì chúng tôi biết rằng thuốc bổ thì trong đó nó có nhiều cái hoạt chất, cái hoạt chất ở trong đó nên là nó cung cấp cho nhiều cái vitamin vân vân, và hãng đã gọi là thuốc độc đó,
thì nó chỉ có một cái độc, độc tính là độc, chỉ vậy thôi. Cho nên thuốc độc không cần phải có nhiều thành phần, còn thuốc bổ phải có nhiều thành phần. Tâm bất thiện, tham hay sân, hay tâm si, để có bốn cái thuộc tính: bất thiện hữu hành, si vô tạo quy định, là đủ rồi, bao nhiêu đủ rồi, đủ để làm cho cái tâm nó xấu. Còn cái tâm tịnh hảo, chúng ta có 19 cái tâm sở: tịnh hảo với hành, là bởi vì nó phải tốt ở cái phương diện này, phương diện khác. Thì đó là một vài cái ví dụ mà chúng tôi đưa ra để trả lời cái câu thảo luận của chúng tôi trên đàn như vậy. Chúng tôi xin lỗi thượng tọa giúp đẳng, xin lỗi các phật tử, không hiểu tại sao bắt đầu cuối năm nay sức khỏe chúng tôi muốn là kém nhiều, xa suốt nhiều. Cho nên những ngày mà chúng tôi khỏe thì nó ít đi, nó thừa. Nhưng mà những ngày chúng tôi bị mệt mỏi, bị đau bệnh thì nó lại nhiều, nhiều ngày. Cho nên có những ngày chúng tôi vắng mặt, chúng tôi không có bầu rung được. Chắc có lẽ là chúng tôi cũng không có còn bao lâu nữa. Bây giờ thấy có từng đoàn tình nguyện rồi, may quá. Từng đoàn tình nguyện còn cùng giúp tiếp với thượng tọa giúp đẳng, giúp. Giờ cảm ơn sư đệ nhiều, sư đệ quan hỷ lo giúp cái công việc. Sao cũng cái chuyện từ đó tôi xin thật ra rất là mong rằng từ đó tôi xin tôi bước công việc này và để sức khỏe cho những công việc khác quan trọng hơn. Thấy từ đó tôi xin việc nhiều quá. Bây giờ thì tôi xin thỉnh từ đó tôi xin đề nghị và để thỉnh từ đó tôi nguyện, từ đó tôi nguyện từ đó có nghe được. Nếu chúng ta chú ý nghe được xong, chúng ta hoàn thành trả lời cho câu thảo luận số 2. Chúng ta chú ý, khi mà chúng ta nói đến những thuộc tính tự tha, thuộc tính bất thiện, thuộc tính tịnh hảo đó, thì phần tử phần lớn những cái tốt đó chỉ nằm ở trong thuộc tính tịnh hảo thôi. Nhưng mà có những cái thuộc tính, ví dụ như 7 cái thuộc tính tự tha bị cảnh, 6 lên tự trong 6 lúc cái đó có tổng tứ thắng giải thành cần nghĩ dục đó. Thì rõ ràng là những pháp này nó đi với thiện thì nó là thiện, đi bất thiện nó là bất thiện, thì chuyện nó có bởi vì chúng ta gọi là tự tha.
Nhưng mà khi nó đi với thiện thì nó đặc biệt cũng quan trọng phải không? Thí dụ như mình nói tầm, ví dụ mình nói thượng tứ, hỷ, thắng giải, cần nghĩ dục rồi thì xin định thưa đạo khoan nghĩ. Thưa đạo khoan nghĩ nói thêm về về điểm này để trả lời cho câu thảo luận số 2 của chúng tôi. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sanh Khai. Con kính lễ đến Đức Phật, Đức Pháp và chúng tăng, kính lễ đến tổ chức đảng, tổ minh hạnh để được vị trí sự tinh tấn, cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện, thân chào đến tụ đường của chư Phật tử. Giờ quý vị nghe rõ rồi, cảm ơn rất nhiều. Có những thuộc tánh tự tha như tầm tứ thắng giải cần hiển dụng, mặc dù thuộc tánh tự tha nhưng phải chăng ở tâm tịnh hảo thì cũng tịnh hảo như các thuộc tánh tịnh hảo. Đây là một điều mà nếu như không có chúng ta gọi là cái tự tha thì cho nó như thế, nhưng điều mà đây là những cái sở hữu hay là những cái yếu tố của tâm, nó phải phối hợp nó mới được, nó tự làm cho cái tâm tịnh hảo tốt đẹp. Ví dụ như bây giờ chúng ta tu thiền hay chúng ta học Phật pháp hay chúng ta nghe pháp, những yếu tố này nếu như không có mặt thì hoàn toàn nó sẽ yếu kém vô cùng trong cái thiền sự đó, trong cái tâm đó. Cũng như việc cái tâm, nếu như chúng ta không có tầm để tìm kiếm cái cảnh, hay chúng ta không có gắn kết với cái cảnh, hay có chuyên cần, hay là không có vui hay không có thích, thì cái tâm chúng ta không có nhiệt quyết. Dẫu chúng ta tu thiền định hay là các công đức thiện sự, thì những yếu tố này cực kỳ quan trọng ở trong cái yếu tố thuộc tính tình hình. Bởi vì sao vậy? Nếu như ví dụ một người làm thì tự nhiên tâm hoa hân quan, tâm của họ có một cái khẳng định, có một cái định lực hay là cái thắng giải này nó mạnh mẽ đó, thì nó sẽ làm tốt. Đã chăm chú, họ chìm đắm ở trong cái vừa nghe pháp thì họ tĩnh tâm, họ thật sự để lắng nghe từng câu kinh tiếng kệ, họ học Phật pháp một cách cẩn trọng, họ đọc kinh một cách từ tốn, một cách nhẹ nhàng, một cách chậm rãi, và cũng như là họ tu tập, họ theo dõi thân tâm, hay hoặc là khắng khích ở trong đề mục, áp chế đè nén ở trong một đề mục nào đó của thiền sĩ, thì những yếu tố này nó phải trở đạo. Ngoài ra yếu tố mà bảy sở hữu biến hành, xúc thọ tưởng tư định mà nguyện tất ý, rồi đây tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, yếu tố của biệt cảnh này nó cũng là một cái chất xúc rất là lớn. Nếu như chúng ta làm việc mà không làm một cách hăng sai, không làm một cách tức là nhiệt quyết, thì những cái nhiệt quyết, cái hăng sai đó tức là cái thắng giải cần hỷ dục này đó, thì kính thưa quý vị, hầu như là làm mà sự siêu ảnh hưởng thì làm nó không có yếu tố, tức là nó không có cái động lực. Đó là chúng ta gọi yếu tố cái động lực, thì yếu tố động lực này chính là tuy nó tự tha theo, nó không phối hợp cùng với cái tâm thiện, nó phối hợp cùng với cái tâm mà tâm đại thiện của chúng ta, tâm tu của chúng ta đó. Nhưng điều nó cực kỳ quan trọng, nó lớn lắm nha. Thử quý vị làm một cái việc gì đó mà kiểu như mà làm, kiểu như bị làm hay là cố gắng làm một cách có như là tại bị đó, thì yếu tố tầm tứ thắng giải cần hỷ dục này nó không có mặt gì, nó có mặt rất ít, nó rất có mặt tức nó không có được như ý mà chúng ta được. Thì cũng vậy, một việc lớn nhỏ gì cũng vậy, nói rằng là tự tha, chúng ta nghe cái chữ tự tha thì chúng ta nghĩ rằng nó phối hợp, nó cùng đi theo. Nhưng quả thật, những cái này nếu như không có, thì hoàn toàn những yếu tố mà để
để tác thành một cẩm đống lực đại thiện, nó hợp với trí tuệ để mà ra cái quả tốt thì rất là khó. Thì nó cũng có gì có tự mãi mai, đúng vậy, có tự mãi mai vậy. Thì ở đây tâm nếu như được cái sự phối hợp của biệt cảnh này, tức là sáu sở hữu biệt cảnh tự tha này nó yên trợ, thì cũng là một yếu tố rất là quan trọng ở trong cái đời sống tu tập, cũng như ở đời sống vừa pháp học lẫn các pháp hành cũng phải có sự phối hợp như thế. Và đây chính là cái câu trả lời của chính con. Nếu có điều gì không tốt thì kính cung trình thưa vợ ông cụ thầy. Hôm nay tôi kịp xin chào quý khi xin chào vô xin chào không có ngày nào xin bữa nay chắc xin chào lãnh đủ xin chào tôi siêu đi và chỉ có xin chào quý vị xin chào quý vị. Chúng ta nói đến một cái thuộc tánh khác có mặt trong tất cả tâm đó, thuộc tánh tư Chitana. Và thuộc tánh tư đó được xem là tạo nghiệp, được xem là tạo nghiệp. Nhưng mà thuộc tánh tư nó có mặt ở trong tâm thiện dục giới thì nó khác phải không? Và có mặt ở trong tâm quả khác, ở trong tâm duy tác khác. Và thuộc tính tư mà ở trong tâm thọ xả khác, mà trong thọ hỷ khác, mà trong vô trợ khác, hữu trợ khác, hợp lý, chi trí khác, có đúng như vậy không? Xin thỉnh sư tổ hoàn kỹ trở lại. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giải Quyền, nghe chúng tôi nói rõ. Dạ, cảm ơn vị. Dầu cho bất cứ ở thuộc tánh nào đi nữa, thiện ác, cái thiện cực mạnh và cái thiện cực yếu, cái ác cực mạnh và cái ác yếu thật yếu, cũng có tư phương học. Nếu như không có tư phương học thì thấy là động lực nó sẽ không, nó không tập thành được. Bởi vì cho nên đây là bảy sơ hồ biến hành, nó phương học tất cả tâm xúc thọ tưởng tư định và nguyện tất ý là như vậy. Những cái mà ở đây tư kính thưa quý chư, khi chúng ta nói nó bởi chúng ta nhớ cái câu mà nó chê tâm hàng tức cái quê cầm bằng của đạo biết nghiệp là gì, để tác động nên cái quả đó phải có tư hành động chê tâm hàng. Mà quý vị biết định vị phạm tội đối với các luật sư khi mà để mà vào các cái tâm sự đó thì phân tích vì đó trình tội thì cái tội đó như thế nào, tâm tư lúc đó ra sao, thì có chê tánh nào lúc nào thì bị như lúc đó. Đó là một cái điều mà chỉ có đang dựa theo chê tánh nào mới nói chuyện. Rồi cũng chê tánh nào này, kính thưa quý vị, đây là một điều mà hết sức là tính tư hành động đó. Tư hành động của phải có cái tư ở đây chính là cái ý, cái hay là cái tâm tác động mạnh yếu nhẹ gì đó. Thì kính thưa quý vị, thì đây là chính là một chỗ mà dẫu cho tâm dục giới, tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới, hay tâm quả, hay tâm duy tác gì, tất cả cũng phải có. Nhưng cái tư đó, ví dụ như bây giờ thầy hỏi cái duy tác nó có tư, nhưng mà cái tư này nó chỉ là một xử lý, nhưng nó không có cho ra quả. Ví dụ như bây giờ cái sự suy nghĩ của các bậc tánh, cái sự suy nghĩ của Phật thì có một cái tư, tâm nó mới làm việc, nó thúc đẩy. Nhưng khi nào cái tư mà tư hành động mà để đưa đến kết quả thiện ác, cái kết quả thiện ác thì cái tư đó cũng như mà chúng ta không có thể sử dụng được. Đối với các bậc thánh thì cái tâm đó nó là cái tâm coi như là nó xài cái duy tác tâm mình. Thì cái tư đó chúng ta tạo mỗi tức là không phải như chúng ta. Ví dụ bây giờ như là còn chúng ta một là thiện ác, một tâm thiện hay là tâm ác, thì cái này gọi là cái tâm phi thiện phi bất thiện, hay là tâm duy tác, cái đi ra chính tá đó. Thì chẳng hạn giữa cái tâm như một người có cái tâm tu mà người ta hành thiện, những cái tâm thiện tâm đó sanh về có dục giới,
Thì nếu sanh về cõi dục giới thì cõi dục giới đó mà được tứ hành động thì là làm các công đức như là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, tiêu hóa, tính, phát triển, đức của công đức, vân vân. Còn mà tư mà thuộc về đạo đại thiền dục giới thì cái tư đó nó hành động cho các cái tư gọi là cho như tầm tứ hy lạc định đó. Rồi đến cái công vô biên, thức vô biên vô sở hữu, tức là tư của đại thiền, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, thì tức là không vô biên, thức vô biên vô sở hữu và biên tưởng, biên tưởng xứ. Còn ở đây khi mình cái giới tư này rất quan trọng, chính cái đó thì công sắc tạo được có là không phiền não. Còn cái tư mà cũng như là cái tâm, như cái tâm thức xã thôi, đối với cái vị cái là chứ quả. Vì vậy á, là cái người mình á, thường thường mình nghĩ á, cái đúng cái đó của người nó chúng ta nói, ta nói rằng cái tấm lòng mình nó tốt hay tốt chỉ ở tại tâm, được hay không tại tâm mình, thì nó đó chính là cái tâm tốt, cái tâm xấu chính là tư đó. Nhiều khi ta có của ti tư tốt, mà nghĩa đây là tức là tâm. Cái so nghìn trùng tức là một cái vật rất là nhỏ, nhưng cái ý nghĩa nó cái tâm thành cái chế tâm thì lớn, thì cũng cho cái quả lớn, nó cho ra cái quả lớn. Cho nên ở đời này nếu như chúng ta làm việc bằng một cái tư thì nó sẽ kết quả tốt. Một số người ta nói như thế này là sai, nhớ nha, tôi làm bước tôi làm gì tôi không cần danh lợi, tôi không nghĩ gì hết, đó chính là sai. Người hiểu biết Phật pháp, tôi không mong cầu để tôi sanh thiên, để tôi hưởng dụng, tôi hưởng lạc gì, nhưng biết đâu có tâm mê vô nhân a sở quá cái gia quan u tú, cái hành động này hãy là nhân để chấm dứt sanh tử đau khổ. Và ngay cả họ dùng cái thiện sự cái hành động này để có cái quả đời sau như thế này thế kia thì quả cũng quá lớn. Còn cái người mà làm việc bằng cái tâm rất nhẹ nhàng thì họ chỉ là được cái tích buông xả thôi, hay hoặc là họ chỉ là không có tư duy nhiều, cái tâm họ nó cho bằng cái tâm nó không có mạnh mẽ, nó thiếu cái mạnh của cái từ quý vị nhớ như vậy nha. Chứ một người hiểu Phật pháp đó rằng một người mà làm, nếu như chúng ta nói hình thái của đời, người đó thi ân bất cầu báo, chúng ta tạm gọi như vậy, thì cái giá trị của thi ân bất cầu báo này là giá trị của ba la mật kia, hướng tới ba la mật kia. Chứ còn họ làm chỉ biết làm thôi, cái tâm tư của chính họ, bởi vì họ nhiều quá, họ chỉ làm bằng ý niệm tốt thôi chứ không bằng cái gì đó và giúp cho người bằng ý niệm tốt, thì cái đó nó không phải là giá trị của ba la mật. Mà ba la mật biết rằng đây là cái sự chấp thủ, buông bỏ cái sự chấp thủ, đây chính là sai, cho họ không chấp về tiền của nhưng họ chấp về cái khác. Cái tâm ái chấp của chúng sinh nó lạ lắm, mà kính thưa quý vị, cái che cái nai như vậy đó là nó yếu kém. Một người làm việc bằng một cái tâm quyết định, bằng một cái tâm lực, bằng một cái vật lực, bằng cái tâm lực sức mạnh nó mạnh mẽ rõ ràng, thì tư đó nó tạo thành động lực mạnh. Và khi tạo thành động lực mạnh vậy thì nó cho ra cái quả gì thuộc tốt đẹp, hay là chính các vị mà người ta tu tập nó mạnh mẽ đó, thì cái chứng đắc thiền vượt qua tất cả họ mới đạt được, và họ cả một cái thiền sắc giới, rồi mới vượt đến cái thiền vô sắc giới, và vượt qua cái thiền sắc giới luôn, họ mới đạt được cái trạng thái mà diệt thọ tưởng định, vân vân, diệt thọ tưởng định, thì cái giá trị đó nó mạnh lắm, cũng cho tư dẫn dắt nha, không phải là chuyện của dịch, cũng dạy chứng sơ nghị tam tứ đạo, cũng phải do tư đại thiện này có tư nó mạnh mẽ, nó hợp trí, nó hợp rất đại thiện hợp trong thế, nó sát trừ phiền não, thượng phần ký sử tới ngay chứng đắc cái chỗ đầu quần, thì từ thân kiếm mà nghĩ chứ cấp thủ vân vân, thì từng cấp đó là tiến lên cho đến khi chấm dứt trần trần còn đạt. Thì ở đây thuộc tính của Chaitanya rất mạnh, khi phối hợp ở trong từng tâm, từng cái giá trị của yếu tố của tâm dục giới,
sắc giới vô sắc giới hay là cái tâm tâm đại thiện siêu thế cũng hay là tới này mà nó làm việc thúc đẩy cho mạnh mẽ. Cho nên còn nếu mà làm việc mà cứ lơ phất phơ và làm việc mà kiểu như chúng tôi là siêu siêu ảnh hưởng đó, thì cái tư nó yếu, cái đó là thật sự làm việc bằng cái tâm nó chần chừ, nó không có cảm biết, thì cái tư này nó phối hợp rất là yếu, thì cái hiệu quả nó không thành tựu. Chúng ta nhớ nghe chứ mà đừng nghĩ là anh thôi tôi làm việc tôi làm phước, tôi không có tính toán, mình không tính toán, mình không có cầu báo gì ghê gớm, người ta báo đáp gì ghê gớm, nhưng điều do nhân này hành động này mình xả bỏ những cái ác chấp của mình, mong chúng sinh được an lạc, mong chúng sinh được an vui như chính mình đang an vui, mong chúng sinh có được sự no ấm, sự bình yên như chính mình có được sự no ấm bình yên, mình ban rải một cái điều kiện cho chính họ, thì đấy là một điều rất là tốt đẹp. Thế thường thường chúng ta nhớ không, nếu như làm việc ở ngoài đời tức là việc một cách vô tư, làm việc một cách vô tư, ở bờ học cũng xài cái chữ vô tư, không có suy nghĩ tới, thì nó là một sự thắng đạt rất là tốt đẹp. Nhưng ngược lại về Phật pháp thì chúng ta phải hiểu cách khác. Cho nên vì vậy chúng ta phải có một cái sự sâu sắc, cái nhìn rộng, cái nhìn lớn thì chúng ta mới hiểu được, chúng ta mới nắm bắt được. Dạ, thì kính mời thượng tọa đây chính là cái câu trả lời của chính con để chúng con đi sự tu tập trên kinh của thượng tọa năm thứ hai này. Sa thưa cái chân thượng tọa tuệ quyền, thưa quý Phật tử, chúng tôi muốn nhắc lại một vài việc ở tại đây thượng tọa tuệ quyền đã nói rồi, nhưng mà khi mà mình học thắng pháp, mỗi một cái giai đoạn của giáo trình thì chúng ta sẽ nhìn sự việc khác. Ví dụ mình học về tâm, xong mình học qua thuộc tánh cũng khác. Và khi mình học về thuộc tánh xong rồi sau này mình học thắng pháp giống như là người cõi địa nghiệp, hay hoặc giả là học về diễn trình tâm thức, chúng ta sẽ thấy khác. Riêng về cái phần tương hợp giữa tâm và thuộc tánh đó, thì chúng tôi nhắc quý vị là ví dụ thượng tọa tuệ quyền có nói rằng cái thuộc tánh tư chính là nghiệp, tư ở đây tức là chủ trương tạo tác hay chủ tâm tạo tác. Nhưng mà nó có cái như vậy là mặc dù mới nói thì nghe giống nhau, nhưng mà chúng ta nhớ rằng trong cái tâm mà thọ hỷ, khi mình làm thiện mà tâm thọ hỷ đó, thì cái tư nó mạnh hơn là thọ xả. Mà khi mà mình làm việc với tâm hợp trí đó, thì cái tư nó mạnh hơn ly trí. Và khi mình làm việc với cái tâm vô trợ thì cái tư nó mạnh hơn hữu trợ. Mặc dù cái nào cũng có, tư nó có mặt trong tất cả. Nhưng mà bởi vì khi mà làm phước mà làm bằng tâm thọ hỷ thì cái quả nó nhiều hơn thọ xả. Mà nói tâm dục giới, thọ hỷ nhiều hơn thọ xả. Mà trong tâm dục giới đó, mà làm bằng tâm hợp lý là kết quả nhiều hơn là ly trí, và làm bằng tâm vô trợ thì quả nhiều hơn tâm hữu trợ. Và cái đó là cái mà chúng ta phải để ý. Mặc dù mình mới nghe thì là trong tâm nào của thuộc tánh tư, nhưng mà nó không phải giống nhau, nó tùy theo mỗi tâm, nó tùy theo mỗi tâm. Cái đó là cái mà chúng ta để ý. Và ví dụ như là trở lại cái câu số 2 mà tòa tự nguyện vừa đề cập đó, thì quý vị thấy rằng trong vị cảnh, những cái thủ lãnh vị cảnh mà chúng ta học đó có tầm tứ thắng giải cần hỷ dục đó, thì cái tầm cái tứ trong đời sống hàng ngày nó là bình thường thôi, nó đúng là tự tha. Nhưng mà tầm và tứ và ở trong thiền đó là chi thiền, tầm tứ hỷ lạc định, thì tầm tứ hỷ đó là lớn chuyện, nó không có đơn giản. Mặc dù nó là tự tha, nghe không thiện bất thiện, nhưng mà ở trong một số tâm nào đó nó đóng cái vai trò rất là quan trọng. Hay là chúng ta nghe nói đến có năm cái lực và năm cái căn, tức là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, rồi tính tấn niệm định huệ. Thì ở trong đó tính niệm tính đó là thuộc về tịnh thảo, nhưng mà tấn thì nó nằm ở trong trợ tha, tức là thuộc tính cần, niệm là tịnh hảo, định là nằm trong trợ tha, và huệ và trong tịnh hảo.
thì chúng ta thấy rằng năm cái lực này đó, thì hai cái là định và cần thì nằm ở trong tự tha, mà tính niệm và tuệ thì nằm ở trong tịnh hảo. Và nói như vậy thì những cái thuộc tính tự tha không nên quan niệm rằng nó chỉ đơn thuần là trung tính. Và cái tự tha đó mới là trung tính. Gọi là trung tính đó, là khi nào mà lấy ví dụ như là nó đi với tâm vô nhân, như là trong ngũ sông thức chẳng hạn, hay là tâm vô nhân, nhưng mà tự tha khi đi với tâm bất thiện, có khi nó rất là bất thiện, mà khi tới tâm thiện thì rất là thiện. Và cái thiện này đôi khi nó còn, cái tình thảo này đó, nó còn mạnh mẽ, nó đóng vai trò quan trọng nữa. Như chúng tôi nói rằng tầm tứ ở trong năm chi thiền đóng vai trò rất là mạnh mẽ. Nên chúng ta nên để ý điểm này. Chúng tôi phải nhắc là bởi vì có nhiều khi quý Phật tử đọc á, mình hay có cái cảm giác của người học là khi mà nói đến tâm bất thiện thì để ý tới cái thuộc tánh bất thiện, và khi để nói chỉ để ý đến thuộc tánh tình hảo, còn cái tự tha thì nó đi với cái nào thì ra cái đó, cái đó không quan trọng, không nên hiểu như vậy. Dạ, thật ra tự tha đúng vậy, rồi rất quan trọng. Cái định mà ở trong nhất hạnh này, khi nếu mà chúng ta có cái sự phát triển ấy, thì nó trở thành định lực, là một cái trạng thái rất là quan trọng. Tầm tứ thắng giải cần sử dụng tất cả đều đặc biệt, rất là quan trọng để mình học. Nhưng mà bây giờ thì mình không có cần nói đến nhiều, bởi vì chúng ta sẽ đi qua một tâm có đi với bao nhiêu thuộc tánh, nó tương hợp bao nhiêu thuộc tánh. Sau phần đó chúng ta trở lại, chúng ta sẽ có cái phần một thuộc tánh đi với bao nhiêu tâm. Thì cái đó là cái phần thứ hai đó. Một lần nữa chúng ta trở lại, và cái đặc biệt của thống pháp là như vậy, chúng ta có thể học được rất lâu, rất nhiều, nhưng mà từ nhiều cái góc cạnh, nhiều chiều kích khác nhau, và chúng ta hiểu được cái sự việc. Học thắng pháp nó không giống như là những môn học khác mà mình học rời rạc hoặc giá học xong rồi thôi. Học thắng pháp là mình học cái sau nó ôm được cái trước, và những cái bài đầu tiên nó giúp cho những bài về sau này, những bài sau này giúp cho chúng ta những bài chữ và những bài đầu tiên. Đó là cái lợi của học thắng pháp. Và khi học thắng pháp thì cũng có một điểm khác là nếu mà chúng ta nói sai, chúng ta hiểu sai thì nó có vấn đề. Bởi vì chúng tôi cũng nhắc quý vị là có nhiều vị học thắng pháp nó sanh ra cái tâm gọi là hơi khó chịu. Ví dụ mình học thắng pháp mà mình nghe nghe một cái người khác nói một cái chuyện mà nó không đúng gì, mình bực mình. Chúng tôi nhớ có cái kỷ niệm là ngày xưa khi mà soạn kinh đó, xong, thì có một bài kinh, mà bài kinh này của chúng tôi không có tiện nói tên, nhưng mà có một vị sư ở Việt Nam, vị sư đó không học cái gì pháp. Vị này mới nói về cái Đại Phạm Thiên kinh lo chẳng xếp, và nói về cái sự lo sợ quảng hốt của Phạm Thiên. Nhưng mà chúng tôi có đề nghị sửa thì một vài cái vị tăng ở Mỹ này bị nó nói thôi, người ta quen rồi, phải được cái sửa. Nhưng mà rồi sau này đó, cái chuyện đó nó lại đến tai sư trưởng, thì sư trưởng rất là phiền hà với chúng tôi. Sư trưởng nói rằng tại sao để như vậy, tại vì nếu mà quý Phật tử đó, mà bình thường không học thánh pháp thì quý vị thấy có gì không? Cái chuyện đó, chuyện Phạm Thiên thấy lo thì lo, kinh lo, kinh lo thì, nhưng mà ở trong thánh pháp đó, kinh lo đó là tâm sân, lo lắng quản hộ là tâm sân, mà Phạm Thiên thì không có tâm sân. Chỉ cái chuyện thiên nhiều giới, tâm sân không có Phạm Thiên.
với một vị Phật học lớn lắm, nghe nó hơi chối tai chút xíu. Dĩ nhiên khi nào chúng ta nói chuyện này ra người bình thường, nó có những gì quan trọng, nó chỉ là đề hành văn thôi. Nhưng với vị học thánh pháp, đôi khi cảm thấy cái chuyện đó nó không có thoải mái. Bởi vì khi mà chúng tôi nghe chúng tôi ở bên Mỹ, đôi khi chúng tôi cũng hơi dễ dãi một chút. Hơi dễ dãi, như là ngày xưa sư trưởng còn khỏe, có nhiều khi sư trưởng nghe chúng tôi giảng thông tin, chúng tôi nói rằng đời sống của con người mà những người có tâm hồn cao thượng thì sư trưởng cũng bực mình, sư trưởng rầy, sư trưởng nói là không có xài chữ tâm hồn, có tâm cao thượng là tâm cao thượng chứ không có tâm hồn. Nhưng mà chúng tôi biết một điều, đó là một số các vị giảng sư đó thì đòi hỏi là cái nghĩa của chính xác và danh từ của chính xác, và không có xài lan man cái này qua cái kia được. Thành ra khi quý vị học càng kỹ càng nhiều về thắng bạo thì đôi khi nó có những cái chuyện trong đường tơ cả tóc thôi, nhưng mà nó lại khác biệt rất là lớn. Dần dà rồi chúng ta sẽ có dịp để nói thêm về những điểm này. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Đà Nẵng. Kính trình sư Tông Đức đã vào Rung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Xin chào tất cả, một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.